Ủa vậy. Ủa mình tâm biết không ta? Quay giờ mình tâm coi á, tại nó cũng chè ham mu nè. Trời. Ủa bị vậy ta cũng cho chạy ham mu anh. À ham mu cũng dễ quá ha. Em không biết tại em bấm vô có số anh trên đây nên. Tại em có đứa bạn tên Minh Tâm nó cũng chạy ham mu nè. Quay nó coi. Rồi để em điện hỏi bên người ta. Ủa anh chạy này đâu chưa ta? Chạy ham mu nè. Mấy tháng à? Mấy tháng. Trước anh chạy gì à? Trước đi giao hoa. À giao hoa hả? Giao hoa cho bên như bên chỗ hình như là đường Voi 6 phải không? Không. Bên 429 Sư Bảo Hạnh. À Sư Bảo Hạnh nè. Cái đó phải hoa yêu thương mình hay voi voi xấu không? À, chị ơi bên nó bác sĩ gọi cho người ta, người ta kêu có đặt gì đâu mà. Cái mình dạy chính này nuôi gia đình luôn á anh. Hả? Mình dạy chính cái này mình nuôi gia đình luôn hả? Đâu có mình. Có mình hả? Ủa chưa có đình luôn hả? Chưa. Trời. Sao lập gia đình đi mà ở mình buồn vậy? Có đâu lập. À. Giờ thời buổi này thấy khó lập gia đình ha. Chứ là giao hoa làm công ty hay làm tư nhân anh? Đó là có một dạng tư nhân. Tư nhân hả? À. Quay ra đó. Tại có mấy em có nhiều bạn trẻ ham mưu lắm, quay cho tụi nó coi. Có nó trên ham mưu có đăng lên hoài gì. Ủa tụi nó quay anh đó hả? Ừ. À. Cũng anh tên gì ta để lên nhóm hỏi coi. Trọng. Trọng á hả? À. Để... trên đó ta không biết tên đâu, tại có thằng kia nó đi sau lưng nó quay nó đăng lên. À nó cũng quay anh luôn á hả? À. À. Nó cũng ở Gò Vấp gần nhà. À, quay bên Gò Vấp á hả? Sự gặp chỗ này chạy luôn hả? Mấy đơn này lên Gò Vấp mà tự nó chạy xuống đây chứ. À. Thấy bữa cũng có anh bị tọt cái chân cũng đi giao nao á, chạy nao cũng có. Cũng có mấy anh đâu á. Nào. Đúng rồi. Cũng có anh bị tọt cái chân giống anh này đó. Nao là thằng nào đó? Nao là do đồ ăn thức uống á, cũng đi á. Nhưng mà thằng nào chạy đó ta? Cũng có cái anh bị tọt vậy đó cũng hay chạy lắm. Không mà như có cái thằng đi Lalamu phải. À thằng Lalamu nó cũng đi ba bánh tật. À cũng có thằng Lalamu bị tật đi ba bánh đó hả? À, nó lộn số. Lộn số xanh hả? Đưa lộn số gọi cho ông nào ông kêu ủa tôi đâu có đặt gì đâu. Cái gì? Nó kêu rồi. Nó kêu điện thoại tôi bóp rồi nó đặt gì đâu. Đây, quay cái anh chạy. Quay anh chạy cho mấy bạn coi á. Cái này nè đi mấy đơn siêu rẻ sao anh? Cái này đi tùm lum đó. À tùm lum á hả? Thấy đi siêu rẻ có siêu tốc có đơn nào cũng có thì đi rồi. À. Rồi. Vậy giờ điểm tiếp gần đây không anh? Giờ giao tiếp theo gần đây không? Ở bên quận kia quận 8 á. Trời ơi, qua tú quận 8 giao luôn hả? Đâu cũng đi ở nhà mẹ, muốn chi đi hết. À, đi này làm tới mấy giờ mới về, đến tối mới về, mấy giờ mới về? Đi bữa. Đi bữa hả? Có bữa đi đến 12 giờ. Trời ơi, có bữa xiên quá đi 12 giờ luôn hả? Dù khi ở xa quá, mình về trễ á, đi tối đó vậy. Tại vì trên áp nó còn đơn á, mình nghỉ thì mình tiếc. Đúng rồi, tiếc quá, đang chạy được cuối cùng 12 giờ. Đang hết đơn về. Ủa chạy ở về nhà không la anh? Không, nhà cũng mấy anh em khuyết tật chứ đó. Cũng chung nguyên căn. Nguyên căn mấy anh em khuyết tật ở chung á hả? À. Mỗi đứa mỗi công việc.
có mấy anh đó có chạy chạy giao hàng giống vậy không anh? Không, có thằng đi Lalamu. Cũng có đứa đi Lalamu luôn hả? À. Còn mấy đứa kia đã làm văn phòng của này kia. À, vậy cũng có làm văn phòng mà cũng có chạy giao hàng lên lâm bánh ha. Chung mấy anh em cũng nhau vô, thằng nào làm được việc nào làm. À. Thì bữa đáng đó, làm thôi. Bữa nó đưa nó qua bên Ahamu mà nó không chịu làm anh. Nó không qua bên Lalamu. Chứ nó quen làm văn phòng mà ha. Đúng đó, nó làm bên Lalamu. À. Nó muốn ra ngoài. Giờ đang mùa dịch cúm mà sao anh không mang khẩu trang gì vô như giờ đã nhảy ba lên cúm cúm Corona gì sao? Nhưng không thuốc đeo khẩu trang. À, giờ thấy ai cũng đeo khẩu trang sợ mình giao hàng miếng mình tiếp xúc ta sợ bị virus Corona gì á. Không có đó, bây giờ nói thiệt luôn á là ai bị tại do cơ thể của mình thôi. Cái sức đề kháng của mình á nó vượt qua được vượt qua. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đâu phải là nói là lây qua cái là bị liền. Đúng rồi, thấy ta sợ quá, ta đeo ai cũng đeo. Đợt á là có nuôi ông anh trên bệnh viện phổi á. À. Là bác sĩ kêu đeo khẩu trang không hút ngừa. À. Nhưng mà thực chất là cũng đâu có uống cũng đâu đeo đâu. À. Tại cái người nào nó bị là nó bị rồi. À. Chứ không phải là nói là cái này nó truyền qua đường hô hấp hay là kia không có. Cái này cơ địa nó yếu là virus nó vô nó quật liền. Đúng rồi, đó. Đúng rồi. Người nào mà sức khỏe yếu là nó quật liền. Đúng rồi. Thế anh cũng ngang quá ha, không dám không đeo khẩu trang gì hết nha. Chạy đường hết anh vậy. Thì cảm ơn anh nha.